Này, là cô đang nói nhầm hay là tôi nghe nhầm vậy? Tôi không nói nhầm, và anh cũng không nghe nhầm đâu. Tôi nhắc lại, tôi nhất định phải cưới anh. Cô gái, tôi không biết cô là ai, nhưng mà có khó khăn gì cứ nói ra, giúp được thì tôi sẽ giúp. Còn chuyện hôn nhân, nó là chuyện đại sự của đời người, đừng có tùy tiện nói ra như vậy. Hơn nữa, cô cũng là con gái cơ mà. Tôi không cần gì cả. Này! Tôi đang rất bận, không có thời gian nói nhảm với cô đâu, phiền cô tránh ra. Tôi đang rất nghiêm túc đấy. Vậy cô nói cho tôi nghe xem, tại sao cô lại biết tôi? Là mẹ tôi nói cho tôi một ít thông tin, còn đâu là tôi tự tìm hiểu à? Thế thì lạ thật đấy, tôi đâu có quen ai ở quê, chắc là cô tìm nhầm người rồi. Không, người tôi còn tìm là anh. Cô bị làm sao vậy? Chúng ta còn chưa gặp nhau bao giờ, tôi còn chẳng biết cô là ai, tại sao nói cưới là cưới được? Vậy chúng ta tìm chỗ nào nói chuyện, anh muốn biết gì tôi sẽ nói cho anh nghe. Cô nghĩ tôi rảnh lắm à? Trong khi đó cô không phải là type người mà tôi thích. Hơn nữa tôi cũng chưa nghĩ đến chuyện vợ con. Cô về đi. Này, nghe tôi nói đã. Này, anh là ai đấy? Mau tránh ra đi. Cô bình tĩnh đã. Nóng vội như vậy không có kết quả tốt đâu. Liên quan gì đến anh? Mau tránh ra đi. Liên quan chứ. Anh là bạn thân của cái thằng mà em cứ đòi lấy làm chồng ấy. Anh nói thật à? Anh nói đùa em làm gì? Anh thấy cô em rất thú vị nên có chút tò mò. Chúng ta tìm chỗ nào nói chuyện nhé. Anh tò mò làm gì? Nếu là bạn thân của anh Phan Anh thì mau giúp tôi cưới anh ấy đi. Cô em nói câu nghe đơn giản thế à? Cô em có biết ở ngoài kia có biết bao nhiêu cô gái muốn cưới thằng bạn anh không? Tôi không quan tâm. Đấy, bị anh làm mất dấu anh ấy rồi. Em vội vã làm gì? Cứ bình tĩnh xem nào. Hà Nội là không có vội được đâu. Anh làm mất bao nhiêu thời gian của tôi rồi đấy. Này, cô em định đi đâu đấy? Về quê à? Tôi định nghĩ cách khác. Đằng nào anh ấy cũng đi mất rồi còn đâu. Khoan đã. Thế là cô em nhất định phải cưới cho bằng được thằng bạn của anh à? Phải. Tôi không có sự lựa chọn nào khác hết. Lý do là gì? Tôi nói ra, anh sẽ giúp được tôi à? Anh sẽ cân nhắc. Bố mẹ của tôi và bố mẹ anh ấy ngày xưa là hàng xóm thân thiết. Hai bên đã hứa là sẽ gả chúng tôi cho nhau. Nhưng sau đó thì bố mẹ của anh ấy lên Hà Nội lập nghiệp rồi ở đó luôn. Thành ra cả hai gia đình cũng ít liên lạc hơn. Chỉ vậy thôi à? Chỉ vậy thì nói làm gì? Bố tôi bị tai nạn mất sớm. Còn mẹ tôi... Sao vậy? Mẹ của em có vấn đề gì à? Mẹ của tôi bị bệnh, mất cách đây không lâu. Trước lúc mẹ tôi mất, mẹ tôi bắt tôi hứa phải tìm bằng được anh Phan Anh để thực hiện lời hứa ngày xưa. Nếu không, sẽ không chịu nhắm mắt. Tôi hiểu rồi. Vậy là em đã hứa với mẹ em đúng không? Đó là tâm nguyện cuối cùng của mẹ tôi. Vậy giờ cô đang thuê nhà ở đâu? Tôi làm gì có nhiều tiền đâu mà thuê nhà. Thế cô ở nhà người quen à? Ở trên này tôi làm gì có người quen đâu. Thế thì tối cô ngủ ở đâu? Đừng nói với tôi là cô ngủ vạ ngủ vật ngoài đường nhá. Thế thì chết. Cô là con gái, lang thang ở ngoài thế này mãi thế nào được. Thế bây giờ anh bảo tôi phải làm gì? Giám đốc Long, dạo này gu của anh cũng lạ nhở? Đi tán tỉnh cả cô gái nhà quê cơ à? Thư ký Vân à, đến giờ làm việc rồi đấy, vào chấm công đi. Ở đây nhiều chuyện làm gì. Còn anh thì sao? Tôi sao hay chăng gì cũng không đến lượt cô quản. Giám đốc Long này, nếu để chủ tịch Phan Anh biết trong giờ làm mà anh vẫn còn ra đây tán tỉnh gái thì sẽ không hay đâu. Vậy cô có biết cô gái này là ai không? Tôi quan tâm làm gì? Vậy để tôi giới thiệu một chút nhé. Đây là cô Tuyền, vợ sắp cưới của chủ tịch Phan Anh. Anh nói cái gì cô? Cô không nghe nhầm đâu, đúng không? Đúng vậy. Bằng mọi giá
tôi phải cưới bằng được anh Phan Anh. Cô cũng to gan thật đấy. Không biết nhìn lại bản thân của mình à? Chẳng qua chỉ là một con bé quê mùa và cũng đòi đỉa đeo chân hạc. Hay là cô bị ngáo? Cô Vân, cô đang là bộ mặt của chủ tịch. Ăn nói cho lịch sự chút đi. Tôi nói gì sai à? Đúng, tôi nghèo, tôi quê mùa, nhưng tôi nhất định phải lấy được anh Phan Anh. Cô vừa nói cái gì? Cô nghe rất rõ rồi đấy. Cô vào làm việc đi. Tôi phải đi thu xếp chỗ ở cho vợ tương lai của chủ tịch Phan Anh. Kệ cô ta, chúng ta đi thôi. Giám đốc Long, anh đi nghỉ làm à? Này, anh đưa tôi đi đâu đấy? Chẳng phải là cô chưa có chỗ ở sao? Tôi đang thu xếp cho cô đây. Anh đưa tôi về nhà anh à? Tôi đưa cô về nhà tôi á, thì sau này tôi tán tỉnh được ai nữa? Tôi sẽ đưa cô đến một nơi mà con nằm mơ cô cũng muốn đến. Có nơi đó nữa à? Mà sao anh tốt với tôi thế? Cô có thấy cô gái ban nãy không? Cô ta thì sao? Nếu cô thấy tôi tốt với cô, thì sau này cô phải đánh bại cô ta cho tôi. Cô ta là một người rất ngạo mạn, rất ghét những người kiểu như tôi và những người nghèo, xuất thân nông thôn. Để tôi xem sau này cô ta mà bị đánh bại ấy, đố tìm được cái lỗ nào mà chui đấy. Vậy tôi phải đánh bại cô ta thế nào? Cô em kém thế nhở? Cô ta ấy cũng thích và muốn cưới Phan Anh ấy. À, bảo sao thái độ của cô ta lại thù địch như vậy? Thế cô em có tự tin để thắng được không? Không tự tin thì cũng phải thắng thôi. Tôi không muốn mẹ tôi ở dưới suối vàng và thất vọng về tôi đâu. Được, anh rất thích câu trả lời này của cô em. Anh sẽ giúp. Cảm ơn anh nhé. Ơn huệ thì tính sau đi. Đứng gọn vào, chờ tôi đi lấy xe. Có chuyện gì vậy? Chủ tịch, anh định lấy vợ thật à? Cô nghe ở đâu cái chuyện nhảm nhí như vậy? Dạ, là giám đốc Long nói ạ. Em còn nghe nói đó là một cô gái nông thôn nữa ạ. Sao nó lại biết chuyện này nhỉ? Chủ tịch nói gì cơ ạ? Không có gì. Mà mấy cái thông tin nhảm nhí này ấy, cô đừng để ý làm gì. Dạ vâng, nghe chính miệng chủ tịch nói em cũng yên tâm rồi ạ. Mấy chuyện này đâu có liên quan đến cô. Tại sao lại yên tâm mới chẳng không yên tâm? Dạ thôi, em xin phép về làm việc ạ. Mời vào. Mày làm gì giờ này mới đến? Muốn cuối năm bị cắt thưởng à? Sếp bình tĩnh. Làm gì mà nóng thế? Sáng giờ tao đi tìm giúp việc cho mày mà. Nói vậy là mày tìm được rồi đúng không? Yên tâm, hôm nay người ta sẽ bắt đầu công việc. Sáng nay tao cho người đưa đến tận nhà mày rồi. Chiều nay về, sẵn sàng cơm ngon, canh ngọt, nhà cửa thơm tho, sạch sẽ. Thế thì tốt. À, tao có chuyện này muốn hỏi mày. Sáng nay mày đứng chỗ nào nghe trộm chuyện của tao vậy? Sếp nói gì mà khó nghe thế? Chẳng qua là tao đến vừa kịp lúc. Không muốn làm phiền nên là nép sang một bên nữa chứ. Vậy sao? Chắc là thư ký Vân vừa mới toan hót với mày cái gì đúng không? Tao thừa biết là mày trọng sắc khinh bạn. Thôi, phạt gì thì phạt đi. Lại cái giọng đấy. Coi như là tao thua mày. Thôi, không nói chuyện này nữa. Từ giờ trở đi ấy, những chuyện gì không liên quan đến mày ấy, đừng có nhiều chuyện.
Ơ, anh về rồi à? Cô làm cái gì ở đây vậy? Em làm giúp việc à? Cái gì cơ? Cô là giúp việc mới nhà tôi. Dạ vâng. Anh vào tắm rửa rồi ra ăn cơm. Em chuẩn bị xong hết rồi đấy ạ. Thằng Long, mày khá đấy. Sao cô lại ở đây? Tôi đang ở đây mà. Ý của tôi là tại sao cô lại ở trong nhà của anh Phan Anh ấy? Cô quan tâm điều đó làm gì? Chủ tịch ạ. Tại sao càng ngày cách cư xử của cô lại thiếu chuẩn mực như vậy? Hét vào mặt người khác là phong cách của thư ký chủ tịch tập đoàn ABA à? Em xin lỗi. Nhưng mà chẳng phải anh nói với em, anh với cả cô gái này không có gì à? Có cần tôi phải nhắc lại không? Cô là thư ký thì chỉ cần làm tốt công việc của mình là được. Đừng quan tâm những chuyện khác, nhất là chuyện đời sống cá nhân của tôi. Sao vậy? Tôi nói cô không nghe rõ à? Dạ vâng, em hiểu ạ. Đến giờ rồi, cô có đứng đó à? Đi nhanh kẻo người ta chờ. Dạ vâng ạ. Thôi được rồi, đằng nào mọi chuyện đâu vào đấy rồi. Mày cứ lườm tao thế, nhột tao ra. Mày không làm gì thì việc gì phải nhột. Mày thấy đấy, cô bé đây rất tội nghiệp. Trên này không quen ai cả. Tao phải giúp đỡ chị. Vậy tại sao không đưa về nhà mày? Mày đưa về nhà tao làm gì? Ờ, cái thằng này hay nhỉ. Nhà tao cần giúp việc đâu. Với cả cô ấy muốn cưới mày chứ cô muốn cưới tao đâu. Còn nói là không có ý đồ à? Thế mày không muốn tìm hiểu lý do tại sao cô ấy muốn cưới mày à? Mày có biết một ngày tao nhận bao nhiêu cuộc mai mối không? Nhưng trường hợp của cô gái này không có giống thế. Có vẻ như mày am hiểu với cô gái này gớm nhờ. Được, mày thử nói rõ ràng tao nghe xem nào. Nếu mà không hợp lý, đừng có trách tao. Còn tưởng ai? Chào cô. Tôi thấy cô có vẻ coi mình là vợ của anh Phan Anh rồi đúng không? Chị nói vậy là sao? Hôm trước tôi nói gì, cô quên rồi à? Tôi nhớ chứ. Nhưng tôi đã hứa với mẹ của tôi là sẽ cưới anh Phan Anh rồi. Chị thông cảm nhé. Chuyện mẹ con nhà cô, tôi không quan tâm. Cái mà tôi cần ấy là cô nhanh biến khỏi nhà anh Phan Anh đi. Vậy thì không được đâu. Cô cần tiền chứ gì? Được. Cô cứ nói đi, tôi sẽ trả gấp đôi. Chị nghĩ tôi vì tiền nên mới đến với anh Phan Anh à? Chị đánh giá tôi hơi thấp rồi đấy. Tôi chỉ quan tâm đến anh Phan Anh, còn những chuyện khác đối với tôi không có nghĩa lý gì cả. Nên chị đừng lấy chuyện tiền ra nói chuyện với tôi. Nói chuyện với mấy cái đứa đần độn mệt thật đấy. Này, chị đừng có xúc phạm người khác quá đáng như vậy chứ. Bây giờ tao hỏi mày lần cuối, mày có chịu cút ra khỏi nhà anh Phan Anh không thì bảo. Nếu cô ấy không đi thì cô định làm gì? Chủ tịch, anh về rồi à? Đây là lần thứ bao nhiêu tôi cảnh cáo cô rồi? Dạ, em xin lỗi. Nhưng mà anh cũng hiểu tình cảm của em đúng không ạ? Vậy đã bao giờ tôi khiến cô hiểu nhầm về tình cảm của mình chưa? Xem như cô có nhiều cống hiến cho tập đoàn, đây sẽ là lần cuối cùng tôi nhắc nhở. Nếu như cô tìm đến cô Tuyền đây để làm phiền một lần nữa, lúc đó đừng có trách tôi nặng tay. Chủ tịch, cô ta chỉ là một cô gái nông thôn, vừa nghèo, vừa không có kiến thức. Anh nhất thiết phải làm như thế không ạ? Tôi nói gì cô vẫn không hiểu đúng không? Hay là cô cố tình không hiểu? Em xin lỗi, em sai rồi ạ. Dạ, em xin phép ạ. Em cảm ơn anh. Mà sao tự nhiên hôm nay
Anh tốt với em thế à? Tôi đã nghe Long kể qua về chuyện của cô rồi. Hóa ra là vậy. Mặc dù tôi rất hiểu hoàn cảnh của cô, thế nhưng tình cảm với tôi là chuyện nghiêm túc lâu dài. Tạm thời tôi chưa thể chấp nhận được chuyện này. Hay là chúng ta cho nhau thêm thời gian để tìm hiểu đi. Cô thấy sao? Anh nói thật ạ. Em biết là em có hoàn cảnh không tốt, hoàn toàn không tương xứng với anh. Nhưng mà em sẽ cố gắng hết sức để được anh chấp nhận ạ. Thôi, đừng nói mấy câu đó, tôi không quen đâu. Vào nhà thôi.